Tập 4. Đúng vậy, là đại nhân đã báo cô ta đến chỗ của dân nữ, nói rằng cô ta là phạm nhân, phải đưa đến Ninh Cô Tháp nên dân nữ mới phải ôm lấy đống bùn nhùng này. Dớ dẫn, nói bừa. Mụ đàn bà này không phải là người tử tế. Họ Tiền kia, quá ra là ngươi muốn lấy mạng lão nương này hả? Xem ra cả đứa trẻ đó cũng là do các người phái đến. Đứa trẻ con nào? Tướng mạo ra sao? Liễu cô nương, có phải nữ phạm nhân mà Mao đại nhân đày đi Ninh Cô Tháp lại bị bán vào kỷ viện, và một đứa trẻ cứu ra phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Dân nữ nghe mẫu đơn gọi đứa trẻ đó là Thập Tam. Bạch sư gia, Liễu cô nương, cầm miệng lại cho ta. Ta hỏi các người, chắc người biết đứa trẻ và cô nương đó đi đâu phải không? Không không, dân nữ không biết. Dân nữ chỉ nghe nói bọn họ muốn tìm một vị quan thanh liêm để kêu oan. Không chỉ có hai người đó, mà còn có cả cha của Thập Tam. Cha của Thập Tam chắc là vị hòa thượng đó. Hai vị đừng sốt ruột, cứ để bị chức từ từ hỏi cho rõ mọi chuyện. Hỏi cái đầu ngươi ấy. Mao Tri Quyền, rõ ràng ông không đài Ngô Uyển Tâm đến Ninh Cô Tháp, vậy mà còn hại bọn ta phải đi cả một quãng đường dài như vậy. Mao Kim Thuận, ta không bỏ qua cho ông đâu. Mao Tri Quyền, lần này ông gặp hạn lớn rồi. Không những ông đã khiến Liễu cô nương nổi giận, mà còn làm lỡ việc lớn của Tịnh Hải Hầu Phủ. Cứ đợi mất đầu đi nhé. Còn cả ngươi nữa. Bạch sư gia, đừng tốn lời với bọn họ làm gì. Chúng ta đi thôi. Bạch sư gia, Liễu cô nương, xin hãy nghe bỉ chức giải thích. Liễu cô nương, Thanh Y, cô nương lại định đi đâu vậy? Dù gì cũng phải tôn trọng ta một chút chứ. Nói với ta một tiếng, ta là người phụ trách chuyến công vụ này. Đại huynh của cô muốn cô nghe lời ta. Vậy ngươi thử nói xem nên làm thế nào. Bây giờ cô nương nghĩ thế nào? Theo ta phán đoán thì Thập Tam A Ca không hề trốn đi đâu hết. Cậu ta vẫn ở quanh đây, lại còn cứu nữ phạm nhân đó. Chắc chắn là có cao nhân giúp đỡ. Cao nhân? Ít nhất cũng không phải là người phụ trách như ngươi. Được rồi, được rồi. Ta tạm thời không làm người phụ trách nữa. Giờ thì ta làm thế nào? Thập Tam A Ca có thể ở đâu được? Đừng có nhìn về phía đó nữa. Đừng có nhìn nữa, nhìn ta đi này. Ta nói cho cô nương biết, Thập Tam A Ca có thể đang trên đường tới Dương Châu Phủ. Đến Dương Châu Phủ, tại sao? Người đàn bà kia chẳng đã nói rồi sao? Thập Tam A Ca muốn Ngô Uyển Tâm đi kêu oan. Quan cùng cấp thì không thể giải oan được, mà phải vượt cấp trực tiếp với nhà phủ. Cô thử nghĩ xem, trong vòng dài trăm dặm quanh đây, ai là vị quan thanh liêm nhất thì đại nhân của chúng ta chứ ai, phải không nào? Nhìn cái kiểu cô nhìn ta kìa, không phải để yêu ta rồi đấy chứ. Bạch sư gia, hôm nay tâm trạng của người cũng tốt đấy, cũng tạm được. Thế giờ cô lại đi đâu? Nghe lời ngươi về Dương Châu Phủ. Đấy, rốt cuộc thì ai là người có quyền quyết định? Cô nương cũng chỉ là tự tiện quyết định thôi, có biết không? Kiểu người này sau này không thể cho đi công vụ cùng. Đây đúng là đồ dùng trong đại nội. Xem ra Thập Tam A Ca tạm thời đang an toàn, bình yên. Đúng vậy. Những gì tại hạ nghe thấy là cậu ta trị người khác, ức hiếp người khác, trốn ngục, rồi làm loạn kỷ diện, lại còn khiến cả Mao Tri Huyện phải liễn xiển nữa. Nhắc tới Mao Tri Huyện, theo như những gì muội biết thì Mao Kim Thuận là người hèn yếu, chỉ thích nghe lời xu nịnh. Khi xảy ra chuyện sẽ là người đầu tiên chạy trốn. Hắn khiến bọn muội đi Ninh Cô Tháp, chắc không phải vì chuyện của Thập Tam A Ca, mà vì sợ muội gây chuyện với hắn. Đinh Trung, đến đây nào. Gì vậy? Giống quá. Đã bảo không phải là bọn họ mà. Không phải thì tại sao lại giống như thế? Thanh Yên, hai người đó khoảng bao nhiêu tuổi? Cải trang rồi thì nhìn không ra, nhưng theo mũi đoán, bọn họ xuất chiêu lão luyện, làm việc cẩn trọng, chắc khoảng từ 30 đến 40 tuổi. Vậy là phù hợp với người mà Dung đại nhân đã đoán. Rất có thể là thị vệ của Ngao Bái. Ngao Bái?
Đại nhân, tỉnh rồi. Tào Mưu tỉnh rồi. Đi thôi. Tào Mưu là ai vậy? Hung thủ dự án mạng ngoài miền rừng ở Trấn Phong Nguyên. Tỉnh rồi thì làm sao? Tên cướp đó đã trúng độc. Đại nhân mời đại phu đến chữa bệnh cho hắn. Giờ tỉnh rồi, đại nhân có thể phá án được rồi. Hai người không biết chứ, lúc hai người đi vắng, ta và bổ đầu bận chết đi được. Một người mà phải làm đủ thứ việc, lúc thì đi kiểm nghiệm pháp y, lúc thì đi tìm phục vụ quán trọ, lúc thì nói chuyện với người của cái bang. Nếu không có chúng ta, chắc chắn đại nhân cứ ngồi ở đó mà khóc thôi. Cái bang? Liên quan gì tới cái bang vậy? Đúng vậy, liên quan gì tới cái bang chứ? Hai tên phục vụ để chuốt rượu cho đại nhân là đồ đệ cái bang. Cái gì? Đổ rồi, đổ rồi. Hai bộ hài cốt đào được ở bìa rừng Trấn Phong Nguyên, cộng thêm hai vụ án vô danh mà tri phủ tiền nhiệm chưa phá xong, và vụ người thư sinh bị giết mấy hôm trước, đều là vì vết thương chí mạng do một người ra tay. Tào Bưu, người dám làm phải dám chịu. Đại nhân, sao ngài biết là do tiểu nhân làm? Trên ngón tay của người thư sinh ấy còn lưu lại dấu vết của cỏ tử thi, dài mẫu da và vệt máu khô. Như vậy chắc chắn là trước khi chết, người thư sinh đã làm hung thủ bị thương nhiễm độc của cỏ tử thi. Nếu không kịp thời dùng nước gạo rửa cho sạch, một khi độc tính nhiễm vào da, vết thương sẽ rất khó liền miệng, mà dần dần loét ra thêm. Vì hai người đã đi chữa bệnh, từ đó bản phủ tìm ra ngươi. Vết thương trên mặt ngươi chính là chứng cứ. Hãy nhận tội đi. Đã bị đại nhân bắt tại trận, có thể không nhận tội sao? Lai lịch của năm người đó thế nào? Túi đồ họ đem theo người ở đâu? Tiểu nhân chỉ lấy tiền bạc, các thứ khác dứt đi hết rồi, không còn một thứ gì sao? Túi đồ của người thư sinh hôm trước ở nhà tiểu nhân chỉ có mấy bộ quần áo, sách vở. Cho người đi lấy về đây. Bẩm đại nhân, Dương Nhị đã chết rồi. Tào Bưu, ngươi và đồng bọn là Dương Nhị, tổng cộng đã giết 5 mạng người, tán tận lương tâm, tội lỗi không thể tha thứ được. Đại ca, chất độc đã vào tim phổi, hắn không còn sống được mấy ngày nữa, xử án cũng chẳng có ý nghĩa gì. 5 mạng người đây. Hung thủ giết cậu đã phải về quy án, cậu cứ yên nghỉ đi. Vốn ta định làm xong việc của Ngô gia sẽ thay cậu tìm hung thủ báo thù, không ngờ thiên sĩ Luân lại nhanh tay đến vậy, đã giúp cậu rửa sạch mối thù này rồi. Cậu có thể yên nghỉ rồi, cũng bỏ công cậu vượt ngàn dặm đường xa đến tìm ông ấy. Giờ cậu không có thân phận gì, nhà môn chỉ lấy tên vụ án của cậu là vô danh, đến lập bài vị cũng không được. Nhưng cậu cứ yên tâm, sau khi xong việc, ta sẽ đưa tro cốt của cậu về quê. Mẹ già của cậu ở quê, ta sẽ thay cậu phụng dưỡng. Hãy yên nghỉ.
Khách quan đến rồi, mời ba vị vào trong. Tiểu nhị, có thấy một cô gái đem theo một cậu bé 10 tuổi và một vị hòa thượng qua đây không? Khách quan, thần thủ của bạn ngài quả thật rất nhanh. Bọn họ không phải là bạn ta, đừng có nói bừa. Thần thủ của họ giết người chắc cũng nhanh lắm. Xin mời. Thập Tam, nếu Trần sư phụ, hai người có khác không? Tỷ tỷ đừng lo cho bọn đệ là đàn ông, khác một chút cũng không sao. Nếu tỷ tỷ khác, tiền trong túi đệ cũng còn đủ. Xin mời khách quan dùng. Tỷ tỷ, nhanh lên. Cẩn thận chứ. Đệ không sao, từ từ thôi. Xin hỏi vị công tử, chúng ta ngồi cùng bàn có được không? Được chứ. Xin mời. Tỷ tỷ, mau lên, ngồi đây nào. Chủ quán, cho chúng tôi một ấm trà, không cần điểm tâm đâu. Không ngờ ở nơi heo hút này mà bán hàng cũng tốt đấy chứ. Nghe khẩu âm của tiểu ca có vẻ không phải người dùng này. Vậy khẩu âm của đệ giống người dùng nào? Thập Tam, đệ chỉ đùa thôi. Ta họ Nam, tên là Nam Minh Đức. Xin chào Nam công tử, đệ tên là Thập Tam. Vị này là tỷ tỷ của đệ, còn vị này là... Ta là sư phụ của cậu ấy. Đó là sư phụ dạy đệ đọc kinh. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã thông kinh rồi, thật là tài giỏi. Đồ nhi của ta thông minh lắm. Sư phụ, mau uống đi, chúng ta còn phải đi tiếp đó. Các người định đi đâu vậy? Vậy huynh đi đâu? Ta đi ứng thi tại Giang Nam Cống Viện. Một mình huynh đi ứng thi à? Không có ai đi cùng sao? Cha mẹ ta mất sớm, nhà chỉ còn lại mỗi mình ta, họ hàng cũng ít qua lại. Cũng có thể khi ta có chút công danh, người thân bạn bè sẽ nhiều hơn một chút. Quá ra huynh mồ côi. A Di Đà Phật. Sư phụ, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Đúng vậy sư phụ, chúng ta lên đường thôi. Nam công tử, ở lại nha, bọn đệ đi trước đi. Được. Tiểu nhị, tính tiền đi. Tiểu khách quan, tất cả là 3 đồng. Sao vậy? Đệ không tìm thấy túi đâu nữa. Tìm kỹ thử xem. Lúc nãy vẫn còn mà. Tên nhóc này, chiêu này của người cũ rồi. Tôi có tiền thật mà. Nói ít thôi, ta nói cho người biết. Cứ từ từ thôi. Tiền trà của họ ta sẽ trả. Năm công tử, để có tiền thật mà. Nhưng không hiểu sao. Cảm ơn huynh. Lần sau nhất định để sẽ trả cho huynh. Có vài đồng bạc không sao đâu. Xin đa tạ. Đi thôi. Nam công tử, Nam công tử sao vậy? Nam thí chủ, ta không sao. Phi hổ. Huynh tỉnh rồi. Nam công tử tỉnh rồi. Cứ nằm xuống. Chắc là huynh bị gặp mưa nên cảm lạnh. Để sư phụ của đệ mời đại phu đến xem bệnh cho huynh. Không cần đâu, vẫn là chứng bệnh cũ của ta thôi. Từ nhỏ ta đã không khỏe. Mỗi lần ứng thi đều là do sức khỏe không tốt mà bỏ lỡ. E rằng lần này cũng thế thôi. Công tử suy nghĩ quá rồi. Ở đây cách Giang Nam cũng không còn xa nữa. Kể cả có nghỉ lại vài ngày cũng không thể lỡ việc lớn được đâu. Tiểu huynh đệ, xin đa tạ. Không có gì, mọi người không cần chăm sóc ta nữa. Bao đi giải quyết việc của mình đi. Lại làm lỡ việc của mọi người thì không đâu. Cũng vừa khéo chúng tôi định đến Dương Châu Phủ cùng đường với công tử. Nếu không chê, chúng ta kết bạn cùng đi. Như vậy sẽ dễ chăm sóc nhau hơn. Như vậy sao được, phiền mọi người quá. Tỷ tỷ nói rất đúng, tương phùng là có duyên. Có duyên nghĩa là bạn bè mà. Đúng vậy. Sức khỏe của công tử yếu thế này, mấy người chúng ta có thể chăm sóc cho công tử. Đồ Nhi, Đồ Nhi nhìn này, có phải là túi tiền của Đồ Nhi không? Sao lại ở chỗ của sư phụ vậy?
Sao lại ở chỗ của ta được? Không biết ai để ở cửa đây. Ở cửa à? Kỳ lạ thật. Túi tiền có mất ở đây đâu? Là ở quán trà kia mà. Sao lại xuất hiện ở đây được? Đúng là thật kỳ lạ. Trên đường đi, muội chịu không nổi tên gia sư vô lại này. Dài không gánh được, tay không giết được, chỉ giỏi nói phét. Không có chút ưu điểm nào à? Cũng có một chút. Đúng như huynh nói đấy, hắn ta không giống như vẻ bề ngoài của mình. Khác biệt cụ thể thế nào thì muội cũng không nói rõ được. Tuy bề ngoài có vẻ hắn ta chẳng hiểu gì, nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn thường nói trúng trọng tâm. Ví dụ như khi nói tới chuyện của thập tam A-ca, vì không thể nói rõ thân phận của A-ca nên hắn đã nhanh trí nói lái thành Thi Hải Sinh, còn mang cái lệnh tôn Tịnh Hải Hầu ra nói. Hắn dọa Mao Tri Uyển rằng Hoàng thượng và Thái hậu đều rất yêu quý Hải Sinh, mặt không biến sắc khi giả truyền thánh chỉ. Nhưng cũng may mà hắn nói như thế nên mọi việc mới thuận lợi. Việc hắn phân tích tình hình của thập tam A Ca cũng rất có lý, khiến muội không thể không phục. Có ba khả năng, cậu ta đã bị người ta bắt cóc rồi. Nhưng điều muội không hiểu là tại sao hắn ta lại quan tâm quá mức tới vụ án của Ngô Uyển Tâm như vậy. Thật kỳ lạ. Ta đã gửi thư về quê, bảo mọi người tìm hiểu thêm về Bạch Dương xem thế nào. Đại ca cũng nghi ngờ hắn ta sao? Chính vì nghi ngờ nên mới lo mà. Lo điều gì? Sự mất tích của thập tam A-ca và sự có mặt của Bạch Dương có mối liên hệ quá chặt chẽ với nhau. Bạch Dương và Ngô Uyển Tâm vốn không liên quan gì tới nhau, nhưng tại sao hắn quan tâm tới người này đến vậy? Nhưng Bạch Dương cũng rất sốt sắng tìm kiếm thập tam A-ca, có lẽ không phải là giả vờ đâu. Đổ bổ đâu? Đang cầm cái gì vậy? Vật chứng. Vật chứng là vật chứng vụ giết người của Tào Bưu đúng không? Đúng vậy. Đây là đồ vật liên quan tới người bị hại. Ta là sư gia phải lưu trữ hồ sơ. Đưa cho ta đi. Bạch sư gia không có ý tốt phải không? Không phải chứ. Lẽ nào tên ngốc này cũng nhìn ra sao? Đây là việc đại nhân dặn dò ta, giao cho huynh. Nếu đại nhân hỏi tới, chẳng phải ta sẽ bị mắng hay sao? Sư gia, mọi người đều đang phá án, huynh tập trung hơn một chút có được không? Được, cũng đúng, cũng đúng. Phải tập trung một chút. Đại nhân, tại hạ đã kiểm tra kỹ rồi, không có bất cứ đồ vật gì có thể chỉ ra thân phận của người bị hại. Thế nào? Phát hiện ra điều gì rồi? Sư gia, giờ huynh có thể giữ lại được rồi. Được. Bạch sư gia đến thật đúng lúc. Làm gì mà hai người lại... Hai người muốn tính kế với tại hạ phải không? Nói cho hai người biết. Có cho bao nhiêu bạc tại hạ cũng không đi đâu nữa đâu. Bạch sư gia, lần này sư gia vất vả quá. Đương nhiên ta sẽ không bắt Bạch sư gia đi tiếp rồi. Nhưng phải phiền sư gia đến huyện Nguyên An truyền công văn, để bọn họ đưa hồ sơ của Ngô Uyển Tâm đến Dương Châu Phủ cho ta xét xử lại từ đầu. Công văn này chắc sư gia cũng không biết viết phải không? Ta đã viết xong rồi, sư gia chỉ cần chép lại thôi. Nhiều người biết chữ của ta lắm, để người ta biết cũng không hay, mất mặt lắm. Được được, đa tạ đại nhân. Bạch sư gia, tốt nhất ngươi lĩnh 3 tháng lương thưởng rồi đi chỗ khác ăn uống đi, để đại ca còn tìm sư gia khác. Đừng làm lỡ việc lớn của nha môn nữa. Ta không đi đó. Ở đây sướng thế này, lo ăn lo ở, lương lĩnh đầy đủ, mọi việc đều có người làm giúp ta cả. Có đốt đèn cũng chẳng tìm được người chủ nào tốt hơn đâu. Đại nhân, ngài là sao văn phúc đầu thai trở lại, chẳng có việc gì có thể làm khó cho ngài. Liệu ngài có thể luyện thêm vài kiểu chữ nữa để người ta không nhận ra? Như vậy tại hạ không cần phải chép lại nữa, mọi người đều bớt được một việc. Bạch Dương, hình như ngươi không biết nói tiếng người thì phải. Những gì ta đang nói không phải là tiếng người sao? Đại nhân,
Nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Người trong kinh thành chuyển ý chỉ của lão Phật già từ cung Từ Ninh tới. Khởi kiệu, cung tiễn Dương đại nhân. Đây là ý chỉ của lão Phật gia Thái Hậu sao? Chẳng có gì đặc biệt. Đây đâu phải là ý chỉ chính thức, là mật chỉ để tiện thi hành thôi. Đại ca, chúng ta có phải bí mật hành động không? Đại nhân, một mặt hoàng thượng muốn ngài nghe lời dặn dò của Thái Hậu, dán thông cáo trên hoàng bảng, một mặt lại muốn ngài bí mật hành động, như vậy có phải là mâu thuẫn quá không? Hoàng bảng đâu phải là nơi mà một viên quan tri phủ nhỏ bé như ta có thể dán thông cáo được. Hoàng thượng bị Thái Hậu ép quá nên mới làm khó ta thế này. Vậy chúng ta không làm theo có được không? Không làm theo à? Cũng được. Ta nói cho cô nương biết, hãy chuẩn bị ba thước giấy trắng. Không không, ba thước không đủ, phải chuẩn bị nhiều một chút. Sau đó tìm một xà nhà cao một chút, tất cả mọi người cùng lên đó mà treo cổ. Người bị treo cổ đầu tiên là ngươi. Treo cổ ta? Nói thật cho cô nương biết nhé, ta là sư gia mà đại nhân mời đến, không có tên trong sổ sách, chẳng liên quan gì tới ta. Sao cô cũng mạnh tay đấy. Còn nói à, ta còn chưa nói hết mà. Nể tiền nể bạc, tại hạ hiến cho đại nhân một kế. Sư gia có kế hay gì vậy? Đại nhân, dù không thể dán thông cáo trên hoàng bảng, nhưng có thể dán trên cáo sự của nha môn tri phủ. Ý của người là cứ làm theo cách trước kia, dán thông cáo tìm thiếu gia Thiên Hải Sinh, tên thường gọi là Thập Tam. Đại nhân thật anh minh, đó cũng là một cách. Đại ca, phàm là địa phận thuộc quyền quản lý của Dương Châu Phủ sẽ đều dán thông cáo rộng rãi. Đúng vậy. Ai có thông tin chính xác sẽ được thưởng 500 lượng bạc. Ai tìm thấy người theo thông tin đó sẽ được thưởng 1.000 lượng bạc. À không, 5.000 lượng. 5.000 lượng. Có ai bảo người phải trả tiền đâu? Hoàng đế thì thiếu gì tiền bạc chứ? Đại nhân, số bạc này không cần phải trao hết. Nói là 5.000 thì chỉ cần trao 1.000 lượng là được. Nhưng việc này không cần ngài ra mặt đâu, tại hạ sẽ giúp ngài lo ổn thỏa. Bạch sư gia, không viết được công văn thì việc viết cáo thị với người thông tuệ như sư gia chắc không có vấn đề gì chứ. Chắc chắn là được chứ. Nếu không thì thay sư gia khác. Bị đánh vô ích rồi. Nam đại ca, Quỳnh đã đi qua huyện này chưa? Nơi này cách Dương Châu Phủ còn bao xa nữa? Theo tốc độ hiện nay của chúng ta thì còn phải đi 10 ngày nữa. 10 ngày. Đệ đang tính cái gì vậy? Đệ đang tính xem số bạc của đệ còn đủ không? Nam đại ca, đệ đã nói là không thể dùng tiền của Quỳnh mà. Đệ là khách sáo rồi. Bọn họ đang làm gì vậy? Đi vào xem đi. Thập Tam, đi xem nào, ở đâu vậy? Con trai mất mạng nơi sa trường, con dâu đã cải giá, xin lỗi xin lỗi. Thân già không nơi nương tựa, người có duyên mời mua về làm mẹ. 12 lạng bạc. Tôi chỉ nghe nói bán thân cứu cha, chứ từng nghe nói mua mẹ. Đúng là chuyện kỳ quặc gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ trừ khi người ta bị điên, chứ ai lại mua bà già về làm mẹ bao giờ. Thật là buồn cười. Xin đi nhờ một chút. Thập Tam, đi thôi, đừng xem làm gì nữa. 12 lượng bạc, chúng ta phải tìm chỗ ở nữa. Bà già, tôi thấy bà cứ đi ăn xin trên phố còn hay hơn đấy. Đi thôi, đi thôi. Không được, để phải quay lại xem bác ấy thế nào. Thập Tam, bác ơi, bác muốn bán mình thật à? Thật. Bác không còn người thân nào thật sao? Không còn ai. Bác ở đây bao lâu rồi?
Đủ lâu rồi. Không có ai quan tâm tới bác sao? Không. Bác ơi, bác già rồi, ai còn muốn làm con trai để phụng dưỡng bác chứ? Nếu không có ai mua bác, một mình bác cô độc ở đây thật là đáng thương quá. Cháu muốn mua ta không? Có muốn thì ta cũng không bán mình cho cháu. Cháu còn quá nhỏ, không đủ tư cách làm con trai ta. Đúng vậy, cháu còn quá nhỏ, không thể làm con trai bác được. Vậy cháu sẽ làm cháu của bác. Thập Tam, để muốn làm gì vậy? Một mình bà lão cô độc ở đây. Tỷ tỷ, chúng ta nên giúp đỡ bà ấy phải không? Nhưng chúng ta không có đủ tiền mà. Bác ơi, cố gắng vét hết tiền trong túi thì cháu cũng có đủ 12 lượng bạc. Nhưng sau khi vét hết tiền, ngày mai cháu chưa chắc đã có tiền nữa. Nghĩa là cháu không thể chăm sóc cho bác được. Như vậy là không tốt với bác. Thế này được không? Cháu sẽ đưa hết tiền cho bác. Bác đi mua chút gì đó để ăn. Chưa biết chừng vài ngày nữa bác lại gặp được người tốt muốn chăm sóc cho bác. Búp bê ngoan của ta, tấm lòng của cháu thật tốt. Nhưng cháu không có khả năng. Búp bê, cháu muốn chăm sóc ta thật à? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng cháu không có nhiều tiền, chỉ có một chút này thôi. Giá cả thì dễ bàn. Cháu mua ta về, cháu phải chăm sóc cho ta, hiếu thuận với ta đó. Điều đó là tất nhiên rồi. Được. Vì tấm lòng chân thành hiếu thuận của cháu, ta miễn phí cho cháu. Thuê một chiếc xe cho ta đi. Thuê xe? Ta từng này tuổi đầu rồi, cháu muốn ta đi bộ à? Đúng đúng, không thể để bắt đi bộ được. Sư phụ, đi thôi, chúng ta thuê một chiếc xe, đi nào. Hãy cẩn thận. Đi thôi. Đại nhân. Đại nhân. Người của tiệm rượu Thái Nguyên đã gửi thư tới. Đại nhân, họ nói gì vậy? Ông chủ tiệm rượu nói không thể có chuyện đó được. Xem ra không dùng vũ lực, láng ta không chịu nói thật. Đại nhân, cứ để tại hạ đi. Đại nhân, đại nhân. Đã hỏi được rồi. Hỏi được cái gì? Các huynh đệ ở huyện Thanh Hà nói chủ của tiệm rượu Thái Nguyên là hai anh em. Hai anh em này có thể là đệ tử ngoại đường của cái bang. Cái gì? Trường Lôi dám lừa đại nhân sao? Không không, đệ tử ngoại đường của cái bang đều là do sư phụ của mình quản lý, không phải ai cũng biết được đâu. Đúng vậy, các huynh đệ đó vất vả lắm mới nghe ngóng được chừng đó. Chỉ là có thể, không dám chắc chắn. Đình Trung, người hãy đi tìm hiểu thêm. Không có lửa làm sao có khói. Đã có người nói như vậy thì lai lịch của hai người này không đơn giản. Nếu có thêm tin tức gì, người hãy mau tìm hiểu cho kỹ. Bọn họ là đệ tử của ai? Dân, tại hạ xin đi ngay. Đại ca nghĩ thế nào? Rượu ngon tại quán trọ Bác Phương mà ta đã uống rõ ràng là thiên lý hương. Hai tiểu nhị trong quán trọ, nếu không phải là đệ tử cái bang thì cũng là người quen biết của tiệm rượu Thái Nguyên. Vậy cứ cho gọi ông chủ tiệm rượu đến hỏi là được mà. Bọn họ đã nói là rượu tiến cống chưa từng tuồn ra ngoài. Có gọi người đến thì cũng trả lời như vậy thôi. Cháu bé, cháu tên là gì? Tên nên gọi cháu là gì? Bác cứ gọi cháu là Thập Tam. Thập Tam. Cha mẹ cháu sinh giỏi thật đấy.
Vậy các người có quan hệ gì? Chắc không phải là cha mẹ của cậu bé này chứ? Không không, cháu là tỷ tỷ của cậu ấy. Vị công tử này là tình cờ gặp trên đường đi. A Di Đà Phật, Bần tăng là sư phụ của thập tam. Là quan hệ gì chứ? Loạn hết cả. Xem ra mọi người không phải là người ở đây. Từ đâu tới đây và định đi đâu? Thập tam vẫn nói chúng cháu đang chạy trốn. Chạy trốn? Chạy trốn à? Dừng lại. Sao vậy bác? Chạy trốn, trốn cái gì vậy? Bác ơi, là tỷ tỷ nói đùa thôi. Thôi thì cứ nói thật với bác nhé. Bọn cháu đều là những người không còn nhà để về. Còn vị công tử này thì trên đường đi thi. Cháu về thập tam, chúng cháu muốn đến Dương Châu Phủ để tìm người thân. Nói đi nói lại thì các người cũng chẳng tốt hơn ta ở điểm nào. Sao không nói sớm? Bác đừng lo lắng, bọn cháu sẽ chăm sóc cho bác thật tốt. Ta có thể không lo lắng được sao? Lại còn phải đi cùng các người để tìm người thân nữa. Công tử, Nam công tử, sao vậy? Nam đại ca, không sao chứ? Đấy đấy, người này còn bệnh tật nữa. Quay đầu lại. Sao vậy Nam đại ca? Quay đầu để về đâu? Về nhà ta. Về nhà? Thí chủ cũng có nhà. Quay về. Quay về mau lên. Bà sư gia. Đinh Bổ Đầu viết gì vậy? Có cần sư gia ta viết hộ không? Thôi đi, chữ như gà bới viết còn chưa thạo, cứ để tại hạ tự viết. Đây là cơ hội để cậu nghỉ ngơi mà. À, đại nhân bảo cậu đi nghe ngóng tin tức, cậu phải đích thân đến tiệm rượu Thái Nguyên à? Thế thì vất vả quá. Đại nhân không thể xa ta được, tại hạ chẳng đi được đâu. Giờ đang phải viết thư nhờ bạn bè tìm hiểu đây. Viết thư à? Dù gì bức thư này cũng do cậu viết. Cậu xem có thể thêm vài chữ giúp ta tìm hiểu một chuyện nữa không? Sư gia muốn hỏi gì? Có thể nhờ bạn của cậu mua giúp ta ít rượu ngon ở quán rượu nào cũng được không? Là rượu tiếng cống thì càng tốt. Tại hạ có thể giúp cho huynh. Trong thư nhất định phải nhắc đến tên bạch sư gia đó. Ông chủ quán rượu chắc chắn sẽ vì ngưỡng mộ tên tuổi của ta mà chọn cho ta món rượu ngon nhất. Tiền rượu ta sẽ trả sau. Còn chút tiền này là ta cảm ơn các huynh đệ của cậu. Sư gia thật là hào phóng. Việc này cứ yên tâm giao cho tại hạ. Dừng lại. Dừng ở đây. Đây rồi, mau cho ta xuống đi. Mau cho ta xuống đi. Bác cẩn thận nhé. Được rồi, chậm chậm thôi. Được rồi, ở đây rồi. Mang đồ xuống nào. Ở đây rồi. Nhà to thế. Ôi trời ơi, Nam đại ca, đại ca nhìn xem trên kia có phải là chữ Thuận Trị Gia không? Cậu cũng biết chữ có Thuận Trị Gia, không phải sao? Trên kia chẳng viết là năm 40 Thuận Trị Gia sao? Bác ơi, nhà bác chắc chắn là có người làm quan to, nên mới có hoàng phi với hoàng thượng đích thân viết. Các người cũng hiểu biết đấy, không phải là kẻ thất học. Mà tại sao đứa bé như cháu lại biết? Đúng vậy, sao cháu lại biết chứ? Sao vậy đồ nhi? Thập tam, để không sao chứ? Lại bị đau đầu rồi. Không sao. Bác ơi, gia đình bác làm quan gì vậy? Quan gì à? Nhà ta họ Tác, chỉ làm quan cho hoàng thượng có vài ngày thôi. Nhưng tại sao hoàng thượng lại tặng gia đình bác tấm hoành phi này? Hoành phi gì chứ? Chẳng qua là hoàng thượng viết mấy chữ thôi mà. Lúc cần đến nó,
mang lên phố bán cũng khó lắm. Bác ơi, xem ra bác không thích hoàng thượng rồi. Dù có thích hay không thì ông ta cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, mà tốt hơn hết là chẳng liên quan gì. Nào, để ta đưa các người đi tham quan ngôi nhà. Vâng. Cô nương qua đây. Ở đây có một phòng đơn thích hợp cho mình cháu ở. Vào xem đi. Chỉ có điều một mình cháu ở đây có sợ không? Không ạ, ở đây rất tốt. Phòng hơi bẩn, cháu chịu khó quét dọn một chút. Cháu sẽ làm bác ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm. Bác ơi, ở đây có nam chủ nhân không? Ông ấy có về đây không? Nam chủ nhân nào? Ta cho cháu họ Xa mượn ngôi nhà này, nhưng nó ăn nhậu đánh bạc ở đây nên ta đuổi đi rồi. Bộ quần áo này cháu cứ dứt đi. Đừng chạy, đừng chạy. Đứng lại cho ta, đứng lại. Chạy à? Nợ tiền thì trả tiền là được rồi. Đánh ta thế này thì ta còn mặt mũi gì gặp người khác chứ? Cắt Thiên Hữu, ngươi còn muốn gặp ai nữa hả? Ta cho ngươi đi gặp Diêm Dương. Đợi chút, ta đưa tiền cho ngươi là được chứ gì. Còn không mau trả tiền đi. Ta trả. Bỏ tay xuống được không? Bỏ xuống. Nhường đường một chút nào. Đứng lại, quay lại đây. Bác ơi, phòng này có thể dành cho Nam đại ca ở. Quỳnh ấy còn phải đọc sách. Nếu Trần sư phụ ở cùng với Nam đại ca được không? Sư phụ có thể ngủ bên ngoài. Nam đại ca, Quỳnh ở cùng sư phụ có để nhé. Nhưng vậy là có ý gì? Quỳnh yên tâm, sư phụ không làm phiền đến Quỳnh đâu. Nếu đêm khuya Quỳnh không được khỏe, có thể gọi sư phụ một tiếng. Ta thính ngủ lắm. Đứa trẻ này thật tốt bụng, việc gì cũng nghĩ cho người khác. Tỷ tỷ nói cháu lắm chuyện mà. À, Nam đại ca, Quỳnh không được khỏe, có cần nghỉ ngơi một chút không? Đến giờ ăn để sẽ gọi Quỳnh. Bác ơi, chúng ta xuống nhà bếp xem thế nào. Bác cẩn thận. Lẽ nào hắn đã phát hiện ra điều gì? Bảo tinh hòa thượng kia để mắt đến ta. Thiếu chủ, cứ để thế nghe ta nói đây. Tên hòa thượng đó nội công thâm hậu khó đoán, thính giác nhanh nhạy, một tiếng động nhỏ cũng không giấu được hắn. Sau này đừng vào phòng nữa. Có việc gì ta sẽ để một tờ giấy trắng ở cửa sau. Phải nhớ rõ, không được dùng ám hiệu. Liên lạc với anh Cách để thúc thúc điều tra lai lịch của Tại Dũng được. Có tin gì phải lập tức báo cho ta ngay. Tuân lệnh thiếu chủ. Nam thiếu chủ. Nam thiếu chủ. Ở kia. Sư phụ có điều gì căn dặn vậy? Không, không căn dặn gì. Là đồ nhi của ta nói đã lâu không nhìn thấy công tử, sợ công tử bị ngã hay va đập vào đâu, hoặc đi dạo mà bị lạc đường nên bảo ta đi xem sao. Đa tạ sư phụ đã quan tâm, ta không sao. Hôm nay trăng đẹp quá nên ta ra ngoài đi bách bộ thôi. Trăng đẹp. Vậy công tử còn cần thưởng thức ánh trăng nữa không? Nếu cần thưởng thức nữa thì ta có thể đợi công tử một chút.
Vì nếu bây giờ ta trở về nói với đồ đệ của ta là công tử đang ngắm trăng, thì đồ đệ của ta sẽ cười ta. Vì hôm nay tối trời, ta không nhìn thấy có trăng. Vậy sao? Tất nhiên rồi. Ta không thể để đồ đệ nói mình ngốc. Dù gì ta cũng là sư phụ mà. Công tử cứ thưởng thức ánh trăng đi. Người giả vờ sao?